Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: "Thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Giêsu trả lời: "Việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu." Đức Giêsu đáp: "Nếu thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy." Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy thưa thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói không phải tất cả anh em đều sạch." Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa. Điều đó phải lắm, vì quả thật, thầy, là Chúa. Vậy nếu thầy là Chúa, là thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em." Xin thân ái kính chào anh chị em. Chúng ta bước vào Tam Nhật Thánh, mở đầu bằng ngày thứ năm tuần thánh hôm nay, 14 tháng 4 năm 2022. Và chúng ta có bài tin mừng theo Thánh Gioan, chương 13 câu 1 đến câu 15, tập chú vào sự việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Chúng ta chú ý, Chúa Giêsu đã nói với ông Phêrô: "Việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Quả thật sau này khi ông Phêrô và các môn đệ đã kế thừa sứ vụ Chúa Giêsu đi loan báo tin mừng cho muôn dân, thì các ông mới hiểu được tin mừng của Chúa Giêsu chỉ có thể được mọi người kính phục, yêu mến và đón nhận là nhờ cái cung cách phục vụ mà Chúa Giêsu đã làm mẫu, đã sống bằng chính thân phận của Ngài, bằng cái chết và sống lại của Ngài. Để rồi bây giờ tất cả mọi người Kitô hữu, từ các tông đồ ngày xưa cho đến chúng ta bây giờ, chúng ta không có cung cách nào khác là cung cách phục vụ cho mọi người ở giữa cộng đồng. Chúa Giêsu đã sống, đã làm mẫu cho chúng ta. Chúng ta không thể nào có cái cách nào khác để diễn tả, để trình bày cho mọi người về tình yêu của Chúa Giêsu dành cho họ, và Chúa Giêsu cũng muốn họ dành cho nhau y như thế. Cũng cần phải nói rõ một chi tiết này. Trong xã hội người Do Thái ngày xưa, việc mà quỳ xuống rửa chân không phải là của người đầy tớ, nhưng là của kẻ nô lệ. Mà hạng nô lệ thì hoàn toàn làm việc thấp hèn, một cách vô điều kiện, không được lãnh lương, không được thưởng. Người Hy Lạp gọi là doulos, kẻ nô lệ. Và bây giờ chúng ta thấy khá nhiều các đức giáo hoàng là người ở đấng bậc cao tột cùng của hội thánh, vậy mà đã ký tên, bao giờ cũng chú thích thêm là
servus, servorum. Người ta quen dịch là đầy tớ của các đầy tớ. Nhưng nếu mà theo sát bản văn Tin Mừng thì phải dịch là kẻ nô lệ, phục vụ cho mọi nô lệ. Vậy mà trong nhiều thế kỷ, có biết bao nhiêu người vẫn chưa hiểu hay là không muốn hiểu. Họ lên án, họ xuyên tạc, họ xỉa sói cái cung cách của Đức Thánh Cha Francisco. Ngày thứ năm tuần thánh này, Ngài không làm theo truyền thống ở trong Vatican. Nhưng Ngài đã tự tìm đến nhà tù để rửa chân cho các tù nhân. Ngài lại rửa chân cho cả những người di dân xa quê, các phụ nữ Hồi giáo, các trẻ em khuyết tật, những người đau yếu bệnh tật. Người ta không chấp nhận, người ta lên án Ngài, cho rằng Ngài đã vi phạm vào truyền thống, cái truyền thống cao quý từ xưa đến nay để lại. Nhiều, chúng ta thấy có nhiều giáo xứ vẫn tổ chức theo kiểu truyền thống, tức là cha xứ sẽ rửa chân cho 12 ông, thường là trong hội đồng mục vụ giáo xứ. Vẫn có nhiều ông xì xầm nhỏ to với nhau, mỉa mai là anh chàng đó đó, ông đó đó là Judas, mà quên mất là mình ngồi để được cha xứ rửa chân không phải là một chuyện vinh dự, nhưng mà là một trách nhiệm, một bổn phận thiêng liêng. Chính họ đã được rửa chân thì họ cũng phải rửa chân cho vợ con của họ, cho những người đồng bạn với họ, cho những người làm việc, thậm chí là dưới quyền của họ. Chúng tôi rất đặc biệt thấm thía khi có dịp được các cha dòng đồng công, bây giờ gọi tên là dòng mẹ Chúa Cứu Chuộc, gọi chúng tôi đến nhà dòng để dạy một cái môn học cho các thầy học viện. Chúng tôi đi ngang qua cái căn phòng đã từng là căn phòng cuối đời của cha Đa Minh Maria Trần Đình Thủ, đấng sáng lập của dòng mẹ Chúa Cứu Chuộc. Bao giờ chúng tôi cũng thấy một cái câu Latin để ở ngay cái lối ra vào, cái cửa vào phòng của Ngài: non ministrari sed ministrare. Có nghĩa là Chúa Giêsu nói, tôi đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để chính tôi phục vụ. Cha Đa Minh Trần Đình Thủ đã sống cái câu châm ngôn đó, hay nói đúng hơn là một lệnh truyền để lại của Chúa Giêsu cho đến chết. Và Ngài muốn dạy cái đó cho anh em trong dòng của Ngài kế thừa. Chúng tôi thấy thấm thía và sực nhớ lại cũng một lần thứ năm tuần thánh, khi chúng tôi dâng thánh lễ cử hành phụng vụ ở trại phong Mến Sắn, sau khi nghi thức rửa chân cho các bệnh nhân phong cùi vừa hoàn tất, khi tôi trở vào trong phòng thánh để rửa tay, chuẩn bị mặc lại áo lễ và ra dâng lễ, thì chị phụ trách cộng đoàn, lúc đó là các chị nữ tu của tu hội Nữ Tử Bái Vinh Sơn, chị bề trên đến gặp tôi và nói: thưa cha, con xin cha một cái đặc ân được không? Nói chuyện gì vậy chị? Thưa cha, ở đây cộng đoàn của chúng con có 11 chị em, con rất mong được cha cho phép con cũng sẽ cúi xuống, quỳ xuống rửa chân cho các chị em của con. Ồ, tôi bất ngờ và xúc động. Tôi nói vâng vâng vâng, sẵn sàng. Nhưng mà chị để đợi tôi một tí, tôi chạy ra ngoài, tôi nói với giáo dân để họ khỏi sốt ruột. Thế tôi chạy ra thì tôi xin với cộng đoàn hát thêm một bài, hai bài. Thế khi tôi trở vào trong thì ở ngoài cộng đoàn người ta bắt đầu hát Đâu Có Tình Yêu Thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Thì ở trong này chị bề trên đã quỳ xuống rửa chân cho từng chị em trong cộng đoàn. Các chị em, nhiều người xúc động khóc, chị bề trên cũng khóc.
tôi chứng kiến cảnh đó tôi cũng khóc. Tôi đoán rằng trong công việc điều hành phụ trách cộng đoàn, có lẽ cũng có nhiều chị không ưa thích bề trên của mình. Có lẽ chị bề trên cũng không hài lòng một số việc đối với các chị. Nhưng ngày hôm nay là ngày thứ năm tuần thánh, là ngày mà Chúa Giêsu muốn chúng ta phục vụ cho nhau, thì cái phục vụ cao nhất và sâu nhất nó ẩn chứa ở dưới cái hành động rửa chân, rửa ẩn chứa ở dưới cái dáng vẻ bên ngoài là quỳ xuống, đó là tha thứ cho nhau, là bao dung đón nhận nhau. Xin Chúa cho chúng ta tham dự tuần thánh, Tam Nhật Thánh, và đặc biệt là ngày hôm nay thứ năm tuần thánh, chúng ta thấm thía cái bài học phục vụ mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta, để rồi chúng ta phục vụ lẫn nhau trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội. Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn anh chị em.